Chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lì Ti Ti, Cu Lì chơi game Jungle Game Racing này các bạn ơi. Bây giờ Cu Lì sẽ vào game nha. Play game Motorcycle. Đây là vòng. Cu Lì chỉ chọn được một chiếc thôi. Vào game. Cu Lì sẽ điều khiển chú khỉ lái chiếc Motorcycle. Con này là lùi lại. Tiến lên. Lấm tiền vàng luôn. Wow. Bình xăng còn chút xíu nữa sắp hết xăng rồi. Ê bình xăng nha, đầy xăng rồi, chúng ta tiếp tục chạy thôi. Bình bình bình, xuống đường cho chú khỉ chạy nào. Tiền vàng quá trời luôn. Kim cương bình xăng nữa. Còn 70m nữa mới tới được bình xăng. Chạy phải 200m mới hoàn thành nhiệm vụ level 1. Tiến lên chú khỉ ơi, sắp hết xăng. À chưa đâu, còn nhiều lắm. Lại được bình xăng nữa, đầy bình rồi. Level complete rồi các bạn ơi, vòng số 1 của Lì đã hoàn thành. Bây giờ level 2 sẽ xa hơn là 200m thôi. Yeah, suýt tí nữa của Lì bị té rồi. Oh no 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 no. Oh no no. Của Lì phải thắng lại, không thắng lại là mình sẽ té. Oh, có viên đá nè, hèn chi nữa, đụng viên đá nữa rồi, vượt qua vượt qua. Thành công. Kim cương nữa rồi. Xong level 1.
Suýt nữa bị té, cũng may thắng kịp thời. No. No. Yeah yeah yeah. Tiến lên, tiến lên. Các bạn nghe này, hãy like, share và đăng ký kênh Cooly TV. Vướng ná rồi, vướng ná, vướng ná. Những chú nhà vật đang cản trở Cooly, gây khó khăn cho Cooly, không cho Cooly chạy nhanh để về đích. Oh no. Được gần 400 mét rồi các bạn ơi. Let's go. Chú sẽ lái mô tô vượt chướng ngại vật. Cố lên, cố lên. Ôi cái cầu, cái cầu. No, để xuống hả? Để cầu xuống mình cũng qua được. Đấy, rồi quá thôi. Hết nhiên liệu. À, vừa được tiếp tới nhiên liệu. Ôi, quá trời đá luôn. Ghét ghê. Đá nhiều quá. Bình xăng của Cooly đâu rồi? Bình xăng đâu? Hết xăng rồi. Đây bình xăng. Thành công. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Cố lên nào. Rất nguy hiểm nè. Chỗ này rất là nguy hiểm nha. Mình chạy chậm thôi. Đừng để chú khỉ chúng ta bị té. Bay. Wow. Rồi xong hết nhiên liệu luôn. Bình xăng Cooly còn xa lắm. No 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 no. Hết xăng rồi. Xong Cooly luôn. Nhanh lên. Còn 15 mét nữa mới tới được bình xăng. Hết xăng. Cứu lên, cứu lên, cứu lên. Trời ơi. Hết xăng rồi. Ổn quá. Trở về menu. Cooly sẽ đổi xe mới. 70.000 được xe mới, 30.000 mở được tầm vòng mới. Vậy mình tăng tốc độ. Nhưng không đủ để tăng tốc độ. À, mình nhận được tiền. Được 28.000 rồi. Nhận được rất là nhiều tiền vàng. Và được 35.000, mình có thể được xe mới chưa? À, được ô tô nè, quá trời luôn. Xe xịn không? Thôi, xe cần cẩu nữa, mình 150.000 nữa. Ui, sao bớt ô tô luôn. Bây giờ mở được vòng mới, mình sẽ mua cái vòng mới. Mình sẽ bắt đầu cái vòng mới nha. Rồi, let's go nào. Play. Chọn vòng mới thôi. Rồi, lại có quảng cáo. Mình sẽ tắt quảng cáo đi. Nữa thì vướng quảng cáo ngoài ta. Ok, play được rồi mà. Không có việc play. Rồi, ta bắt đầu vòng mới nè. Tăng 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 tăng. Vòng này khó quá, té rồi. Chơi lại thôi. Rechai. Lại thôi. Vượt nhanh lên. Khu rừng huyền bí. Tăng tốc. Lên dốc là phải tăng tốc. Bay nè. Oh no 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 no. Xuống như Cooly quá. Hạ dốc. Oh! Rồi rồi rồi. Xong luôn. Cái chỗ này khó lắm. Cooly bị té mấy lần rồi. Lại. Tiếp tục. Lại khúc đó nào. Nha, có bình xăng tăng tốc. Rồi. Xuống dốc. Lên dốc. Bay xa nè. Wow. Chờ đợi, chờ đợi. Vượt qua được rồi thôi. Sắp tới cái đoạn. Nè, đoạn khó nè. Trời ơi, thua nữa, đoạn này khó quá à. Rồi các bạn ơi, các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh Cooly TV nha. Lần sau mình sẽ chơi
Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Cooly TV. Chào tạm biệt.